Đây, xin chào bạn, đỡ với những cái dòng máy Rico này, 8.000 này, 7.500 này. Đối với những cái dòng Rico này, dòng lớn này, nó có một cái trường hợp khi bọn mua máy về này, có bọn mới mua máy về, nó sẽ gặp một cái trường hợp là sẽ bị đổ từ này, trường hợp nó sẽ đổ từ và rơi từ này, nó sẽ rơi từ xuống đây và rơi từ trăng trăng gắt gắt trăng cùng luôn này, hai bên nó sẽ rơi từ xuống, đổ từ xuống. Đây có nguyên nhân này. Nguyên nhân là do cái bọc phíp này đó. Đây là bọc phíp ring này, mới mua máy về nó sẽ có bọc phíp ring như vậy, màu xóm xóm này. Còn bọc phíp mình thay thế là màu đen nhé. Phíp này sẽ bị lỏng hở, sẽ rơi từ xuống. Rồi mình sẽ tiến hành thay thế hai con hai bay này, hai con trước và con sau giống nhau nhé. Mua 4 con để thay thế cái hộp từ, thay thế để trường hợp là nó sẽ đổ từ xuống và trường hợp bị mát giấy tại khay B này, nó sẽ đổ từ xuống và tự động khay nên nó sẽ tự động nhảy ra. Đó. Đây là cái hiện tượng má mới này, sẽ đổ từ và trường hợp giấy lên sẽ bị mát về khay B nhiều này, lỗ tại khay B bị mát miếng này là do hộp từ nhé, đổ từ ra từ khi mua máy nên các bạn cần phải thay thế, mua hai con trước và hai con sau là tổng cộng là một hộp từ là phải thay 4 con nhé. Đối với dòng máy cô máy này, thay bộ riêng bỏ đi vì nó sẽ bị hở và đổ ra về từ và ảnh hưởng đến lúc photo. Cách thay thế thì các bạn mở từng hết để thay nhầm thay hơi một phít đó, mình đã thay thế xong nhé. Hai con này, một con, hai con và tiến hành thay hai con trước cũng bị y hai con đó luôn, hai trước hai sau giống nhau nhé, sẽ tránh được cái trường hợp là mua máy về là không bị rơi vỡ từ và không bị mát giấy từ KB. Đó là cách để khắc phục. Cảm ơn các bạn.